Công đoàn ngành y tế phối hợp với Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình các cán bộ y tế tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19 tại tỉnh Quảng Nam. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Công đoàn ngành y tế Việt Nam hỗ trợ cho mỗi cán bộ y tế làm nhiệm vụ chống dịch tại Quảng Nam, mỗi người 1 tháng lương cơ bản. Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo Công đoàn ngành y tế đã ghi nhận biểu dương tinh thần xung kích tình nguyện đi vào tâm dịch của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, đồng thời động viên người thân của các cán bộ y tế yên tâm, ngành y tế đồng hành cùng mỗi cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch.